chào quý vị và các bạn. Trong ngày làm việc đầu tuần, thời tiết khô ráo và có nắng nhiều đã quay trở lại với các tỉnh miền Bắc và nắng nóng đã xuất hiện cục bộ với nhiệt độ trưa chiều trên mức 35 độ. Như tại thủ đô Hà Nội lúc 13 giờ trưa nay đã đạt mức là 35,5 độ, cảm giác oi bức bao trùm thành phố vào khoảng thời gian trưa chiều. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, vùng áp thấp phía Tây phát triển trở lại. Quá trình hội tụ trên các mực khí quyển tầng cao cũng suy yếu dần, nên mưa dông trên khu vực Bắc Bộ thu hẹp về diện và cường độ. Nếu có cũng chỉ xảy ra rải rác về đêm và lúc chiều tối tại các tỉnh thuộc vùng núi phía Bắc của khu vực. Còn lại vùng Trung Du và Đồng Bằng sẽ có nắng nóng với nhiệt độ tăng cao từ 35 cho tới 37 độ. Theo nhận định xa thì đợt nắng nóng ở miền Bắc sẽ còn kéo dài và gia tăng về cường độ trong những ngày tới. Nhiều khả năng sẽ tương đương với đợt nắng nóng cuối tháng 6 vừa qua. Vì vậy quý vị và các bạn cần chú ý bổ sung đủ nước và có kế hoạch sinh hoạt sao cho phù hợp để đảm bảo sức khỏe trong đợt nắng nóng này. Với các tỉnh miền Trung, nắng nóng lan rộng trở lại và gia tăng trong 24 giờ tới khi áp thấp nóng mở rộng, đi cùng là hiệu ứng phơn khô nóng chi phối hầu khắp các tỉnh thành nơi đây. Suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến tận Phú Yên sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho tới 38 độ. Riêng vùng núi phía Tây của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình có nơi xấp xỉ 39 độ, ngưỡng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Dự báo đợt nắng nóng lần này sẽ kéo dài nhiều và chưa có dấu hiệu chấm dứt tại đây trong thời gian từ 3 cho tới 5 ngày tới, nên người dân sinh sống trên khu vực cần hết sức lưu ý tới việc phòng chống cháy nổ khi độ ẩm giảm thấp, phổ biến dưới 50%. Riêng các tỉnh phía Nam là khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, thời tiết sẽ dịu mát hơn khi chiều đến, những cơn mưa rào và dông vẫn xuất hiện rải rác trên khu vực này. Khu vực còn lại, các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ trong hôm nay cũng có mưa từ trưa chiều và có nơi đạt lượng mưa vừa. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, mưa rào và dông vẫn còn xảy ra, tập trung nhiều về chiều tối. Mặc dù lượng và diện có xu hướng giảm dần do gió mùa Tây Nam yếu đi, nhưng trong cơn dông người dân cần đề phòng với tố, lốc và gió giật mạnh, cũng như nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông giờ tan tầm. Nền nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam biến đổi không nhiều và ở mức vừa phải so với cùng kỳ hàng năm, với trưa chiều dao động trong khoảng từ 29 cho tới 31 độ tại vùng cao nguyên và từ 30 đến 33 độ với các tỉnh thành miền Đông và cả miền Tây của Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa trong 24 giờ tới, gió thổi với cường độ trung bình, mưa chỉ còn cục bộ vào chiều tối nên tình trạng và thời tiết thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Trong khi đó, tại phía Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, mưa dông còn diễn ra khiến cho tầm nhìn giảm cùng nguy cơ về tố lốc trong cơn dông. Như vậy, trong 24 giờ tới, tại Bắc và Trung Bộ có nắng nóng diện rộng, còn Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rải rác về chiều tối và đêm. Thưa bà con, theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La, một số xã ở huyện đã tái phát dịch tả lợn châu Phi với 37 con mắc bệnh phải tiêu hủy. Trước tình hình dịch bệnh tái phát, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Yên đã chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương thực hiện biện pháp tiêu hủy, tiêu độc khử trùng, tránh lây lan ra diện rộng, đồng thời tuyên truyền vận động bà con thường xuyên vệ sinh chuồng trại bằng vôi bột, phun tiêu độc khử trùng, thận trọng trong việc tái đàn, nhất là lựa chọn con giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn dịch bệnh khi tái đàn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai các biện pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, như là tăng cường kiểm soát, buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm lợn để phòng chống bệnh dịch. Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh động vật đến tận bản, tiểu khu, tổ dân phố, trang trại, hộ chăn nuôi, thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ lợn. Về tình hình thời tiết ở Bắc Bộ, hội tụ trên cao suy yếu nên trong đêm nay và sáng mai, những cơn mưa tại khu vực vùng núi giảm cả về lượng và diện mưa. Ngày mai do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây nên số điểm nắng nóng có xu hướng gia tăng. Nắng nóng tập trung nhiều hơn tại phía Đông và khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình với nhiệt độ đạt mức từ 35 cho tới 38 độ. Còn tại phía Tây nền nhiệt có thấp hơn đôi chút trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Lui xuống khu vực Trung Bộ, ngày mai trời có nắng nhiều và nắng có mức độ gay gắt và oi nóng nhất trên phạm vi cả nước. Trải dài từ Thanh Hóa cho tới tận Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 34 cho tới 38 độ, có nơi trên 38 độ.
Thưa bà con, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi phối hợp với địa phương xã Bình Phước vừa tiến hành tiêu hủy bắt buộc đối với đàn gà còn lại 2.600 con, 120 ngày tuổi sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm AH5N6. Theo đó, huyện Bình Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Bình Phước tiến hành triển khai thực hiện ngay các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm gia cầm như là khoanh vùng ổ dịch, khử trùng tiêu độc môi trường vùng dịch, hướng dẫn bà con thực hiện biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên theo dõi, giám sát dịch bệnh nhằm hạn chế dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Trở lại với thời tiết các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, nắng có phần bớt gay gắt hơn với nhiệt độ ban trưa không vượt quá ngưỡng 33 độ. Trong ngày đôi lúc trời chuyển mây dông và có mưa rải rác làm gián đoạn tới các hoạt động ngoài trời của người dân. Trái ngược với thời tiết ít mưa tại miền Bắc, hai khu vực phía Nam nước ta do chịu ảnh hưởng của đới gió Tây Nam có cường độ trung bình cho đến mạnh nên mưa dông còn lặp lại trong ngày. Mưa dông xuất hiện tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối và tối. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ tại vùng cao Tây Nguyên và từ 31 cho tới 34 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Và tiếp theo mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên có mưa rào và rải rác có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Riêng phía Nam Sơn La và Hòa Bình là từ 35 cho tới 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng một số nơi, vùng núi có mưa rào rải rác và có nơi có dông vào đêm và sáng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 35 cho tới 38 độ. Đến với các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 35 cho tới 38 độ. Lưu xuống các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 34 đến 37 độ, có nơi cao hơn, phía Nam từ 31 cho tới 33 độ. Khu vực vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi thấp hơn, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 30 cho tới 33 độ. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 cho tới 34 độ. Bản tin thời tiết Đông Vụ cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.